Đây được xem là lần thứ hai, nhưng mà nếu mà thực chất thì đây là lần đầu tiên của Tú, và cái cảm xúc lần này thì nó rất là khác so với lần trước. Thì cảm giác thì vẫn là một cái cảm giác rất là vui sướng, nhưng mà nó lần này nó đến thì Tú cảm thấy nó rất là bất ngờ. Trước mắt là Tú nghĩ là mỗi người thì có một cái cách nhìn nhận về một cầu thủ nào đó một cách khác nhau theo quan điểm của từng cá nhân, từng người. Nhưng nếu mà tự nói về bản thân mình thì tôi nghĩ là tôi là một người khá là có cố gắng trong suốt những cái quãng thời gian từ ngày bắt đầu được đặt chân lên con đường chuyên nghiệp. Từ những lúc còn khó khăn như vậy thì tôi luôn nỗ lực hết mình, và tôi nghĩ cái phần thưởng này là một cái phần thưởng dành cho sự nỗ lực đó. Có thể là sự nhiệt huyết của một người lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia, và bên cạnh đó Tú sẽ cố gắng để thể hiện hết những cái gì mình có, như những gì Tú đã thể hiện ở những mùa bóng vừa qua.